Kiều Trâm và Quỳnh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Và quý vị đã theo dõi chương trình tin tức buổi tối của Đài VTV. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2013. Và bản tin ngày hôm nay được bảo trợ bởi hệ thống chợ Fiesta. Và thưa quý vị, sau đây là những sự kiện chính trong ngày. Phiến quân Hồi giáo tiếp tục giữ con tin ở thương xã Nairobi. Người dân Đức thức giấc với chiến thắng của bà Merkel. Đức vua Campuchia khai mạc phiên họp quốc hội dù bị phe đối lập tẩy chay. Tổng thống Obama thúc đẩy dự luật kiểm soát súng đạn. Bà Pelosi nói rằng bà Hillary Clinton có nhiều kinh nghiệm chính trường hơn Tổng thống Obama và cựu Tổng thống Bush. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin thế giới với Kiều Trâm. Kiều Trâm xin phép được mở đầu trong phần tin thế giới. Thưa quý vị, phía Kenya đã xác nhận có 62 người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Nairobi. Bộ trưởng Nội vụ của Kenya là ông Joseph Lankeu ngày hôm nay đã xác nhận là con số người bị giết trong thương xá Nairobi đã lên đến là 62 người, tăng lên ít nhất là 3 người so với tổng số vào ngày Chủ nhật. Hội Hồng Thập Tự trước đó tin là đã có 69 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công cho đến ngày hôm nay. Ông Bộ trưởng Lankeu trong cuộc họp báo cũng cho biết là nhóm phiến loạn đã đem đệm giường ra đốt, gây ra khói đen bốc lên từ tòa nhà vào sáng ngày thứ Hai, trong khi có nhiều tiếng nổ và tiếng súng vang lên bên ngoài của tòa nhà. Một chiếc xe cứu thương cũng được thấy rú còi chạy nhanh về phía cổng của thương xá. Ông Lankeu cũng đã cho biết hai tay súng đã bị giết vào ngày hôm nay và nhóm phiến loạn nhiều tên đã mặc quần áo bịt kín người như là phụ nữ Hồi giáo. Một phát ngôn viên của nhóm Hồi giáo Al-Shabaab lệnh đặt nhóm đòi Kenya phải rút quân ra khỏi Somalia đã lên tiếng sẽ đe dọa giết con tin nếu như lực lượng an ninh xâm nhập vào tòa nhà. Hiện thì các quốc gia Tây Phương và Do Thái đang hỗ trợ Kenya để tiêu diệt nhóm khủng bố nói trên. Thưa quý vị, phiến quân Hồi giáo tiếp tục giữ con tin ở thương xá Nairobi. Hôm nay, không khí căng thẳng bao trùm lên thủ đô Nairobi khi những phiến quân thuộc phong trào Al-Shabaab tiếp tục bắt giữ nhiều con tin trong một trung tâm mua sắm Westgate tại thủ đô Nairobi. Thưa quý vị, sau một đêm yên lặng trước đó, những phóng viên tác nghiệp gần khu thương xá nói trên đã nghe thấy nhiều tiếng súng tiểu liên và những tiếng nổ lớn. Một viên chức Hội Hồng Thập Tự cho hay đã xảy ra nhiều vụ xung đột bên trong tòa nhà, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ số phận của những con tin giờ ra sao. Chính quyền địa phương khẳng định có từ 10 đến 15 tay súng đã ở trong một siêu thị lớn thuộc tổ hợp trên. Cư dân Nairobi vẫn còn bàng hoàng sau khi xảy ra vụ việc và cho rằng tình trạng bất ổn đã kéo dài quá lâu tại đây nên phải có một sự can thiệp cần thiết nào đó. Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội cho hay hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu con tin trong tay những phiến quân hiện tại. Người dân của Đức đã thức giấc với chiến thắng của bà Merkel. Ngày hôm nay, một tuần mới đã bắt đầu ở Đức với nguồn tin chay đương kim thủ tướng Angela Merkel đã tiếp tục đắc cử vào nhiệm kỳ thứ ba với số phiếu ủng hộ đã vượt trội trong cuộc tổng tuyển cử trước đó. Tuy nhiên, thì phía đảng bảo thủ của bà lại không giành đủ số phiếu để tự mình cầm quyền mà phải liên minh với các đối thủ tả khuyên để thành lập chính phủ liên hiệp. Với những kết quả sơ bộ, thì tỷ lệ ủng hộ khối bảo thủ của bà Merkel vào khoảng 42%, là tỷ lệ cao nhất từ năm 1990 cho đến nay. Và điều này chắc chắn sẽ giúp nữ lãnh đạo trên tiếp tục cầm quyền. Với tỷ lệ này, thì đảng trung hữu của bà Merkel gần như đến gần với thế đa số hạ viện. Một kỳ công chưa từng xuất hiện từ năm 1957 và do ông Konrad Adenauer thực hiện. Ông Adenauer chính là cha đẻ của nước Cộng hòa Liên bang Tây Đức. Có nhiều khả năng rằng đảng bảo thủ của bà Merkel phải liên kết với chính đảng có phiếu ủng hộ đứng thứ hai là đảng Dân chủ xã hội SPD, thuộc phe trung tả với 25.5% số phiếu ủng hộ. Đây được xem như là kết quả tồi tệ thứ hai của đảng này từ sau thời kỳ chiến tranh. Thưa quý vị, Tổng thống Sudan tuyên bố sẽ đến Liên Hợp Quốc tham dự phiên họp Đại hội đồng. Tổng thống Sudan là ông Omar Hassan al-Bashir cho hay, ông đang lên kế hoạch tham dự cuộc họp Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này, và cũng đã đặt phòng ở một khách sạn ở thành phố New York. Hiện tại, nhà lãnh đạo này đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã vì tội danh diệt chủng. Trong khi đó, chính phủ Washington cũng kêu gọi ông Omar al-Bashir phải đối mặt với sự trừng phạt của quốc tế liên quan đến tình trạng đẫm máu trong cuộc phân tranh kéo dài khoảng một thập niên qua ở vùng Darfur, Sudan. Vào tuần trước, một viên chức Bộ Ngoại giao cũng khẳng định ông Bashir chắc chắn sẽ không được sự đón tiếp đồng hậu, trang trọng nếu đến thăm New York. Nhà lãnh đạo Sudan nói rằng
Ông hoàn toàn không lo ngại việc chính quyền Hoa Kỳ sẽ bắt giữ mình, bởi vì quốc gia này không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Khartoum, ông Bashir tuyên bố không có bất kỳ tổ chức nào có thể ngăn cản ông tham gia cuộc hội nghị Đại hội Liên Hiệp Quốc. Nhưng đến nay, ông vẫn chưa cho biết liệu Hoa Kỳ có cung cấp hộ chiếu cho mình hay không. Tình hình an ninh tại Syria có thể cản trở các giám sát viên vũ khí hóa học. Thưa quý vị, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cho hay tình hình an ninh hiện nay có thể trở thành một trở ngại ngăn cản phái đoàn giám sát viên vũ khí hóa học. Nhóm sát viên nêu trên dự trù sẽ đến quốc gia này để nhằm kiểm tra các kho vũ khí hạt nhân. Ông Assad cho hay chính phủ đã chuyển giao các tài liệu về kho vũ khí của họ đến các giám sát viên Liên Hợp Quốc để nhằm thỏa mãn điều kiện đầu tiên của thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga. Những tài liệu này sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chứng thực trong vài ngày sắp tới. Một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho hay cường quốc số 1 trên thế giới cùng với các thành viên khác của Ủy ban điều hành tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học vẫn chưa nhận được những thông tin mà Syria cung cấp của các giám sát viên. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của đài CCTV, nhà lãnh đạo của Syria cho hay hiện thì không có bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến việc phá hủy các vũ khí hạt nhân của họ. Nhưng tình hình an ninh chỉ có thể ổn định lại sau khi các thẩm giám sát viên đến đây. Thưa quý vị, 11 người bị thương trong vụ xung đột giữa cảnh sát Campuchia và những người ủng hộ phe phái đối lập. Tối hôm qua, 11 người đã bị thương sau khi xảy ra một cuộc xung đột giữa cảnh sát Campuchia và nhóm ủng hộ đảng đối lập. Khoảng 30 người thuộc đảng đối lập đã tổ chức một cuộc biểu tình tuyệt thực ở Nam Vang để phản đối kết quả bầu cử gây tranh cãi trong cuộc bỏ phiếu quốc hội vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, cũng như kêu gọi quốc vương Norodom Sihamoni hủy bỏ phiên họp quốc hội đầu tiên vào sáng thứ hai hôm nay. Ủy ban bầu cử quốc gia đã thông báo Đảng Nhân dân Campuchia CPP của Thủ tướng Hun Sen đã giành đến 68 ghế trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, Đảng Cứu quốc Campuchia CNRP chỉ giành được 55 ghế. Cũng vì lý do này mà đảng CNRP luôn miệng cho rằng phiếu bầu đã bị gian lận. Chính quyền Campuchia cũng đã từ chối thành lập một ủy ban độc lập để kiểm tra lại số phiếu nói trên. Theo nguồn tin từ báo chí, cảnh sát đã phải sử dụng súng điện để giải tán đám đông người biểu tình. Theo dự trù, phiên họp quốc hội vẫn sẽ diễn ra với 68 nghị sĩ của đảng CPP, trong khi 55 nghị sĩ của đảng CNRP tuyên bố tẩy chay cuộc họp này. Đức vua của Cambodia đã khai mạc phiên họp quốc hội dù phe đối lập đã tẩy chay. Ngày hôm nay thì Đức vua của Cambodia là Norodom Sihamoni đã đến khai mạc phiên họp đầu tiên của quốc hội mới, bất chấp chỉ có sự tham gia của 68 nghị sĩ thuộc đảng đương quyền nhân dân Cambodia, gọi tắt là CPP. Có nhiều nhà lập pháp phe đối lập đã tẩy chay sự kiện nói trên vì chính phủ Nam Vang đã từ chối thành lập một ủy ban độc lập nhằm kiểm tra lại số phiếu bầu, mà họ cho rằng phe của Thủ tướng Hun Sen đã nhúng tay vào. Hiện thì an ninh tại xung quanh tòa nhà quốc hội và nhiều nơi khác tại thủ đô Nam Vang đã được thắt chặt với nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa. Phe đối lập và nhiều phân tích gia chính trị cho hay cần phải có khoảng 120 nghị sĩ mới có thể khai mạc phiên họp đầu tiên. Nhưng phe của ông Nam Vang lại phớt lờ điều đó và cho rằng những điều luật nói trên quy định một chính phủ mới có thể được bổ nhiệm với 62 trên 123 nghị sĩ vì đã chiếm được thế đa số. Vào tuần trước, thì quốc vương Sihamoni đã từ chối đề nghị của đảng cứu quốc Cambodia CNRP về việc tạm hoãn bắt đầu quốc hội, vì theo như quy định thì ông phải chủ trì cuộc họp quốc hội trong vòng 60 ngày sau khi tổ chức cuộc bầu cử. Thưa quý vị, tín đồ Anh giáo Pakistan biểu tình chống vụ đánh bom thánh đường của họ. Những tín đồ Kitô giáo tại Pakistan vào ngày hôm nay đã mở một cuộc biểu tình chống đối sau khi một ngôi thánh đường của họ ở phía tây bắc của Pakistan bị đánh bom cảm tử, khiến cho gần 80 người bị thiệt mạng sau thánh lễ ngày Chủ nhật hôm qua. Hai vụ đánh bom liên hoàn nói trên đã xảy ra ban đầu tại một ngôi thánh đường Anh giáo với lịch sử 130 năm ở Pakistan. Vụ tiếp theo diễn ra trước một ngôi nhà thờ ở thành phố Peshawar, gần biên giới với một khu vực có nhiều chiến binh Hồi giáo cực đoan sử dụng làm sào huyệt. Vụ đánh bom diễn ra khi thánh lễ ngày Chủ nhật vừa kết thúc và những giáo dân đang từ nhà thờ ra về, nhiều tín đồ bao gồm phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, còn hơn 100 người bị thương tích nghiêm trọng. Những cuộc biểu tình chống đối người tin Kitô giáo đã thường xuyên được tổ chức tại nhiều thành phố của Pakistan, trong đó có Karachi với 200 người tuần hành trên đường phố. Cộng đồng người Kitô giáo chỉ ở khoảng 4% trong số 180 triệu dân Pakistan. Các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo về vấn đề môi trường do con người tạo ra.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các nhà khoa học đã họp nhau tại Stockholm để chuẩn bị đưa ra một lời cảnh báo nặng nề nhất về cuộc thay đổi khí hậu toàn cầu. Nói rằng chính con người là nguyên nhân gây ra những đợt nóng cháy da người, các vụ hạn hán, các vụ lụt lội và tình trạng nghiêm trọng xảy ra cho trái đất nếu như các chính phủ không hành động. Các viên chức của 195 chính phủ trên thế giới cùng với các nhà khoa học đã bắt đầu hội nghị kéo dài 3 ngày để thảo luận về một bản phác họa đầy 31 trang để giải thích về nhịp độ tăng nhiệt sẽ làm chậm thế kỷ này, mặc dù là con người đã gây ra sự gia tăng khí thải và hiệu ứng nhà kính. Ủy ban Liên Chính phủ về thay đổi khí hậu còn được gọi là IPCC sẽ giới thiệu một bản thảo đã tu sửa và tóm tắt vào ngày thứ Sáu tới đây, sẽ được sử dụng làm bản hướng dẫn cho các chính quyền trên thế giới, vốn là các quốc gia đã thỏa thuận tham dự giải quyết nạn thay đổi khí hậu trong thời hạn chót là cuối năm 2015. Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần tin thế giới. Chỉ sau vài thông tin thương mại bảo trợ cho Việt TV, Kiều Trâm và Quân An sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ.